tự giới thiệu là công tử Bạc Liêu. Em ơi, công tử Bạc Liêu sao cái mặt ngộ vậy? Em đến đây để thi hát. Em ơi, em đang quạ quá. Dạ, không có cơ địa em nói vậy. Và đừng yêu em nữa. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Qua khoảng lá phong lao nhân thấy sẽ thấy. Này khoảng băng anh mới có 25 tuổi kém thôi nha, làm gì cho đi thi. Bên anh chỉ tỷ là 18 hay 24 nữ thôi. Ánh mắt thật dịu dàng, đôi môi thật nồng nàn, tia nắng ấm nhẹ xuyên qua mái tóc vàng. Em nên suy nghĩ lại, em phải vươn xa, anh sẽ đẩy em. Mẹ đã nói với con là mẹ không thích ca hát đàn hát. Mẹ, con hát dở còn chết, sao mà làm ca sĩ được? Đúng vậy. Đúng rồi, nó hát dở nhất nên nó mới được giải nhất đó. Nhìn mây và gió phiêu du phương trời, ta lắng du quên thời gian. Để lưu trong tim ta mãi còn lại niềm vui trong từng phút giây. Ngày em đến nơi đây trái tim tôi thuộc về. Và bộ phim Khi ta 25 sẽ được khởi chiếu vào ngày 3 tháng 3 năm 2023. Giây điện ảnh chính diện đầu tiên của Lâm. Hy vọng mọi người sẽ đã đạp và ủng hộ bộ phim Khi ta 25. Mong rằng là bộ phim này sẽ đem lại cho mọi người một cái cảm giác là thanh xuân. Bởi vì đây là một bộ phim rất là đáng xem. Rất là mong có thể dành thời gian ra dạp phim. Các bạn cũng chưa có người yêu thì các bạn hãy nhớ ra rạp xem bộ phim Khi ta 25 nhé. Tiếp đến đó là chúc mọi người sẽ có một năm mới và bình yên, bình an, luôn tràn ngập tiếng cười và niềm vui trong gia đình của mình. Và đặc biệt là các bạn có nhiều sức khỏe nè. Lúc nào cũng kiếm thật là nhiều tiền hết nha. Giang sự như ý, mã đáo thành công. Và cuối cùng là chúc mừng năm mới. Ngày mấy ạ? Ngày 3 tháng 3, 2023. Nhớ ủng hộ Khi ta 25.